Chiều ngày 6 tháng 10, trong buổi tiếp xúc cử tri quận Đống Đa sau kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Ngọc Anh cho biết, thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, chuyển trạng thái giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 sang thực hiện chỉ thị số 15 của Thủ tướng, đồng thời chuẩn bị cho trạng thái tiếp theo phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh ổn định cuộc sống. Trước đề xuất mở lại đường hàng không, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng khẳng định, chủ trương của thành phố là phải an toàn, phối hợp với các ngành của trung ương có liên quan, thống nhất với thành phố và phải có kiểm soát có lộ trình. Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Láng Hạ kiến nghị thành phố cần nghiên cứu có kế hoạch tiêm chủng cho người từ 12 đến 18 tuổi. Trong khi đó, đại diện cử tri phường Nam Đồng kiến nghị Hội đồng nhân dân tăng cường quyền kiểm soát, kiểm soát quyền lực, nhất là trong công tác phòng chống dịch, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đề nghị thành phố nghiên cứu việc cho học sinh đến trường vào thời điểm thích hợp. Về các kiến nghị xung quanh công tác giáo dục, ông Trung cũng anh thừa nhận, nguyện vọng cho học sinh quay trở lại trường học là nguyện vọng chính đáng của học sinh, của các bậc phụ huynh, đồng thời là mong muốn của các cấp chính quyền và những người làm quản lý giáo dục. Tuy nhiên, việc cho học sinh quay trở lại trường học cần phải được cân nhắc một cách thận trọng bởi tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, vẫn còn xuất hiện một số ca nhiễm trong cộng đồng. Cùng với đó, các loại vaccine hiện nay vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, đánh giá hiệu quả, an toàn trên đối tượng trẻ em. Theo ông Trung Ngọc Anh, căn cứ vào tình hình dịch của thành phố, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố sẽ có những chỉ đạo linh hoạt, công tác trên đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đồng thời đảm bảo chất lượng dạy học của học sinh và giáo viên trên địa bàn thành phố.